Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi và man oh man các bạn đã biết là từ hôm qua tới bây giờ đã có khá là nhiều tranh cãi và drama liên quan đến tình hình của mạng lưới BTC. Chúng ta cũng đã biết là cho đến hiện bây giờ chúng ta vẫn còn có rất là nhiều những cái giao dịch trên mạng lưới BTC pending à, tại vì mạng lưới có quá nhiều dịch các bạn dẫn đến cái sự tắc nghẽn liên quan đến meme coin à, và hôm nay thùng muốn dành rất nhiều thời gian để mà nói về vấn đề này à, và những bạn nào mà theo dõi kênh một thời gian cũng đã biết cái suy nghĩ của Thuận liên quan đến mem như thế nào rồi điều đó cũng đã rõ nhưng mà chúng ta chủ yếu nói tới meme coin trên những mạng lưới khác và chủ yếu là trên Ethereum Lần này đó là chúng ta nói tới meme coin trên mạng lưới của BTC Và thật ra đối với Thuận như gì xảy ra đó nó có cái sự ảnh hưởng rất là lâu dài các bạn Và những gì xảy ra đó theo Thuận thì nó hầu như là thách thức luôn cả những cái lòng tin của những người mà đã theo BTC từ bấy lâu nay Để Thuận chia sẻ những gì mà Thuận năng sinh hiện tại rồi các bạn có thể góp ý kiến của mình với cái phần comment ở bên dưới Nhưng mà đầu tiên hết ấy, chúng ta đã thấy được là hôm nay mở cửa thế thì chứng khoán coi như kết thúc nó cũng không có một xu hướng rõ rệt chúng ta thì được là Dow Jones thì xuống 0.17 Còn Nasdaq đó thì kết thúc là tăng 0.18% S&P 500 đó thì không có cái sự thay đổi nhiều các bạn Chúng ta nhìn vào pre-market hiện tại thì cũng vậy thôi các bạn thấy được là không có đồng tính nhiều Cả ba chỉ số thì đỏ một chút nhưng mà không phải đổi nhiều lắm Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì vẫn là mức là thấp các bạn Khoảng chừng là 72 .94 đồng 94 cent cho một thùng dầu hợp đồng vàng đó hôm nay thì cũng xuống một chút các bạn vẫn trên 2.000 đô là 2.029 đô cho một ounce vàng hiện tại và chúng ta được là crypto đó thì nói chung hôm nay đã có một cái sự giảm xuống tuy theo các bạn nhìn vào đồng nào trong vòng 24 giờ qua đó thì giảm từ 3 tới 5% cho những đồng lớn và nếu như chúng ta nhìn vào BTC đó bây giờ đã giảm xuống mức là còn 27.734 nhưng mà thật ra khi mà các bạn zoom ra đó thì các bạn thấy được là cũng không có gì gọi là đặc biệt ở cái mức này đâu chúng ta đã thấy được là tuy đã giảm so với cái mức cao là khoảng chừng gần như 31.000 đô cách đây khoảng chừng 3 tuần sau đó các bạn thì đã giá đã không có trợ lên mức đó nữa mà giá đã xoay quanh mức là khoảng 29 30 ngàn bây giờ mức là 27.700 đô nhưng mà những bạn nào mà theo dõi kênh cũng đã biết là chúng ta nếu như mà có cái lòng tin đối với chu kỳ 4 năm đó, thì năm nay sẽ là một năm tương tự như năm 2019 chúng ta biết được là sẽ có một cái sự hồi phục nhưng mà tới một mức nào đó nó chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh đương nhiên không ai có thể biết được tương lai các bạn chúng ta sẽ không biết được là giá của BDC có thể tăng tới mức nào trước khi mà có một cái sự điều chỉnh kết thúc năm nay vẫn sẽ cao hơn cái mức mở đầu. Tôi nghĩ như mà nào mà theo dõi kênh thì cũng đã có cái sự chuẩn bị tâm lý đó rồi. Dựa theo lịch sử mỗi 4 năm đó, thì năm vừa rồi là cái năm mà tốt để mà tích lũy cho đợt tăng trưởng kế tiếp. Nhưng mà năm nay đó cũng sẽ là một năm mà có nhiều cơ hội để tích lũy. Tại vì các bạn đã thấy được là mãi cho tới năm sau chúng ta mới bắt đầu coi Bitcoin Haven và đó mới là bắt đầu của một cái đợt bull run kế tiếp. Rồi chúng ta nhìn chung đó thì cả vốn hóa của thị trường hôm nay thì xuống khoảng chừng là ba À, chúng ta thấy được là hầu như đồng nào cũng là màu đỏ hết các bạn khi mà chúng ta nhìn vào crypto bubble không có đồng nào gọi là quá nổi bật hôm nay. À, chúng ta có Kava thì tăng 4.4% và BGB thì tăng 9%. Ngoài chi điều đó ra thì các bạn thấy được tất cả hầu như là màu đỏ hiện tại. Pepe, các bạn thấy được là mặc dù đã xuống rất là nhiều so với cái mức cao cách đây 3 ngày cách đây 3 ngày tới bây giờ đó thì đồng Pepe đã giảm 58% rồi các bạn à, và tuy là Pepe đã nguội lại rồi nhưng mà các bạn thấy được là cái sự hứng thú đi ngoài tới meme coin đó vẫn còn rất là cao khi mà chúng ta nhìn thấy được những cái thông tin như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là bài viết được chia sẻ bởi Contagraph vừa được chia sẻ trước khi mình làm cái video này đó thì cho thấy được là ở trên mạng lưới của Ethereum đã có một người người này đã chấp nhận trả 64 Ethereum, có nghĩa là khoảng chừng 118.000 đô la phí gas chỉ để mua 155.000 đô Mimcoin mà thôi các bạn. Chúng ta được là đã mua cái Mimcoin có tên là 4F. Oh, OUR Giá một số meme coin đã giảm so với mức cao cái tê vài ngày Nhưng mà chúng ta đã thấy được là cái sự hứng thú đó thì cũng không hề suy giảm đâu Và ngày hôm qua chúng ta đã thấy được là Binance đã có hai đợt ngưng withdraw BTC Thì chuyện gì xảy ra vậy? Lý do là chúng ta thấy được là hôm qua đó có rất là nhiều những cái pending transaction Ở trên BTC có nghĩa là có rất nhiều những cái giao dịch đó không được xử lý tại sao vậy tại vì có những giao dịch có cái phí cao hơn được xử lý dẫn đến là mạng lưới bị chi hoãn các bạn, mạng lưới bị tắt nghẽn ngày hôm qua tại vì có quá nhiều giao dịch và hiện bây giờ đã vẫn còn bị đang có rất nhiều giao dịch đang trong tình trạng là pending cũng tương tự như ngày hôm qua vậy và binance đã ngưng withdraw lần đầu tiên rồi sau đó họ mở withdraw lại rồi sau đó họ lại ngưng withdraw lần thứ hai và sau đó họ đã mở trở lại để các bạn có thể withdraw btc nhưng mà phải trả cái phí cao hơn tại vì nếu như mà họ không có điều chỉnh phí đó thì những cái giao dịch đó nó cũng sẽ tiếp tục pending mà thôi cũng không ai nhận được BTC hết cho nên họ đã quyết định là phải tăng cái phí gas lên không biết có nhiều bạn à, hiện bây giờ đang phàn nàn là đúng là mạng lưới của BTC tắt nghẽn thì phí cao hơn nhưng mà cái phí gas của Binance tính quá cao so với cái phí trên thị trường thì tôi thường chia sẻ với các bạn một số những cái nơi mà các bạn có thể check xem coi là cái tình hình mạng lưới BTC như thế nào và cái phí gas bây giờ phải là bao nhiêu nếu như các bạn muốn gửi BTC mà không muốn chờ quá lâu thì tại sao chúng ta lại thấy Binance lại phải ngưng withdraw hai lần ngày hôm qua thì như thường vừa chia sẻ với các bạn chúng ta À, trước đây đó, bắt đầu đã có cái sự hứng thú liên quan đến sử dụng mạng lưới btc để có thể inscribe inscribe ở đây có thể là các bạn nghĩ đơn giản là tải một số những cái tài liệu tài liệu đó có thể là hình ảnh có thể là một đoạn video có thể là một cái audio, âm thanh à, để vào trong BTC chi tiết hơn đó là để vào một cái Satoshi các bạn đơn vị nhỏ của BTC thì chúng ta đã biết là cái phong trào này đã có khoảng chừng mấy tháng qua rồi chúng ta bắt đầu nghe những thông tin như là NFT trên mạng lưới của BTC sử dụng một giao thức có tên là Oinos thì đây cũng là một sự hứng thú các bạn nhưng mà gần đây hơn nữa, chúng ta lại có một giao thức mới nữa có tên là BRC20 đây là một cái giao thức mà các bạn có thể hiểu đơn giản là tạo token trên mạng lưới của BTC và với cái sự nổi lên bởi Pepe thì các bạn có thể nghĩ là những token nào được tạo ra trên mạng lưới BTC hiện bây giờ phần lớn các bạn thì được là những cái meme coin mà thôi như các bạn nhìn thấy trên màn hình tuy là những cái meme coin này đó nó không dễ tiếp cận các bạn không phải là các bạn chỉ đơn giản là lên trên Uniswap rồi thu mua như là trên những mạng khác nhưng mà đối với lại sự hứng thú đó thì các bạn thường là tăng lên rất là nhanh và dẫn đến rất nhiều meme coin tăng trưởng nhanh và những meme coin này tăng nhanh lại khiến cho nhiều người càng có hứng thú hơn nữa các bạn và chúng ta đã bắt đầu thấy được là có một số những cái sàn giao dịch bây giờ họ cũng đã bắt đầu chuyển hướng qua và quan tâm đến BAC20 nhiều hơn và tiếp tục gây thêm một sự phô trên thị trường. Chúng ta được là mới đây thôi đó thì Hobby đã chia sẻ một cái bài. Bài này nói riêng về BAC20 và nói chung đó các bạn được là họ so sánh cái vốn hóa của BAC20 cho mà viết này nên là 848 triệu đô la nhưng mà chúng ta được là ngay thời điểm này đó thì tổng số vốn hóa cũng đã tăng lên tới mức là 719 triệu rồi. Cái lúc mà họ đăng viết này thì vốn hóa cao một chút nhưng mà so sánh với lại ERC20 thì cái số vốn hóa của token ERC20 trên Ethereum lên tới 100 59.3 tỷ đô la các bạn Và đương nhiên Hoa bị mở đầu cái bài này Với cái à, dòng chữ là We are still early Chúng ta vẫn còn quá sớm Các bạn thấy được là chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện Liên quan đến những cái meme coin trên Ethereum Nhiều người kiếm được rất là nhiều lợi nhuận Từ meme coin à, Và khi mà chúng ta thấy những sự sống như thế này Thì dẫn đến nhiều người lại càng nôn nóng hơn Muốn tham gia vào PC 20 Khi mà thấy vốn hóa bây giờ vẫn còn nhỏ như vậy Và chúng ta lại thấy được là có những sàn như là Cái KMO đó thì họ cũng đã nhanh chóng list những đồng BAC 20 này để cho mọi người dễ dàng tiếp cận hơn nữa Các bạn được là ở trên cái KMIO đó chúng ta có thể giao dịch những đồng như là Oino, ORDI và chúng ta có những đồng khác như là VMPX, đồng MIM, đồng BANK BRC và Pepe BRC Đây là những đồng trên cái giao thức của BAC 20 mà được giao dịch trên sàn Gate.io và đương nhiên cái này sẽ khiến cho nhiều người dễ dàng tiếp cận và trade hơn khi mà chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó nếu các bạn muốn tự sử dụng cái địa chỉ ví của mình để mà lưu trữ hay là giao dịch những cái token BC20 này đó các bạn phải sử dụng cái ví bây giờ là đó chính là cái ví có tên là Unisat ở trên mạng xã hội đó cũng như là trên YouTube có rất là nhiều người đã chia sẻ làm sao sử dụng Unisat bản thân tôi không phải là một người đầu tư memcoin cho nên tôi cũng sẽ không có chia sẻ với các bạn làm sao mà sử dụng cái địa chỉ ví này các bạn nên hiểu đó là ngoài trừ việc là sự hứng thú mua bán giao dịch BC20 tăng lên mà khi mà các bạn có cái ví Unisat này các bạn setup xong rồi đó thì các bạn cần phải giống như là mint hay là inscript 20 lần trước khi mà các bạn có thể giao dịch BTC 20 dẫn đến là các bạn thấy được là cái số lượng giao dịch trong lượng BTC tăng lên rất là nhanh từ hôm qua tới bây giờ. Cái mà Thượng muốn chia sẻ với các bạn đó là những mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu giao dịch BTC 20 thì các bạn cần phải nên cẩn thận rất nhiều dự án này là chúng ta không rõ nguồn gốc và chúng ta cũng không biết đứng sau là ai và họ có những cái ý định gì cho nên các bạn cần phải cẩn thận khi mà tham gia. Điều mà tôi muốn chia sẻ nhiều hơn các bạn đó là những gì đang xảy ra bây giờ có ảnh hưởng như thế nào liên quan đến xu hướng của BTC nói chung. Đó là điều mà tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ quan tâm hơn. Thì trước hết chúng ta nên hiểu cái sự hứng thú tăng lên thì đương nhiên điều đó là điều mà nhiều người muốn, chúng ta luôn muốn là BTC được chú tâm nhiều hơn, chúng ta luôn muốn là BTC đó có những cái nó thu hút được thêm nhiều người mới vào nhưng mà cái đó cũng đi cùng với việc là khi chúng ta có nhiều sự quan tâm mạng lưới của BTC đó có thể bị tắc nghẽn và đó là chúng ta đã thấy xảy ra và đây là cái lần đầu tiên trong một thời gian rất dài chúng ta thấy hiện tượng này nhưng mà nào mà đã tham gia vào mạng lưới BTC từ thời điểm năm 2017 đấy chúng ta đã có một số thời điểm chúng ta thấy được là tình trạng tương tự xảy ra nhưng mà đó là cái thời điểm lúc mà chúng ta có một cái sự FOMO cực độ của một cái mùa run bây giờ là một thời điểm mà thường không nghĩ ai gọi đây là một cái mùa bowl đâu chúng ta có một sự hồi phục năm nay nhưng mà so sánh với lại cái tâm lý fomo của những cái thời điểm như là năm 2017 hay là năm 2021 đó thì bây giờ khác xa lắm các bạn nhưng mà mạng lưới BTC vẫn bị tắc nghẽn và nhiều pending transaction ngay thời điểm bây giờ đó chúng ta thấy được là trên mạng lưới của BTC thật sự là có 400 39.524 BTC Unconfirmed Cách hiểu đơn giản nhất đó là khi mà các bạn uh, di chuyển BTC thì sau khi mà các bạn đã xác nhận giao dịch rồi đó, thì những giao dịch đó nó sẽ nằm ở trong một cái là mempool và những cái hội đào khi mà họ lựa chọn xem coi là giao dịch nào được ưu tiên xử lý đó thì sẽ dựa vào là giao dịch đó trả phí bao nhiêu và đương nhiên họ sẽ ưu tiên những cái giao dịch nào mà trả phí cao các bạn. Cho nên trong trường hợp này nếu như các bạn trả phí thấp đó các bạn phải chờ đợi rất rất là lâu tại vì mỗi một lần mà họ xử lý giao dịch mỗi một lốc đó thì một lóc đó chỉ có thể chứa được một số lượng transaction một số lượng giao dịch ấn định mà thôi tại vì nếu không nên họ sẽ không có còn dung lượng nữa cho nên khi mà chúng ta thấy điều này xảy ra đó thì mọi người bỏ tiền ra để mà mua chỗ đứng của mình ở trong một lóc các bạn đó là điều các bạn nên hiểu ở đây và hiện bây giờ chúng ta có khá là nhiều à, những cái uh, transaction chưa có được Confirm trên mặt lưỡi BTC hiện tại tuy là đã giảm so với sáng này nhưng mà cái này cũng rất là cao các bạn Và nếu mà nào mà muốn biết hiện bây giờ đó nếu như mà các bạn muốn giao dịch BTC muốn gửi Bitcoin mà các bạn không muốn chờ quá lâu Các bạn muốn được xử lý trong thời gian nhanh nhất đó các bạn cần phải trả bao nhiêu tiền Thì chúng ta có thể lên trên một uh, trang web có tên là privacypros.io Như các bạn nhìn thấy bàn hình đó thì uh, các bạn sẽ thấy được là chúng ta có một cái ước tính Tuy đây là ước tính mà thôi nhưng mà bản thân thường nó cũng thường hay dùng ước tính này để xem coi là phải nên trả bao nhiêu tiền để được xử lý nhanh trên mình lưới BTC. Thì nếu như các bạn muốn được xử lý trong lốc kế tiếp đó, thì bây giờ các bạn cần phải trả là 15 đồng 79 cent hoặc là hơn con số đó. Còn nếu như các bạn trả dưới thì cần phải chờ. Giống như là trên cái thông tin này bây giờ đó thì chúng ta thấy được là nếu như các bạn trả dưới 15 đồng 24 cent các bạn phải chờ có thể là 6 lóc luôn các bạn 6 lóc là gần như là cả tiếng đồng hồ rồi cho nên đây là điều các bạn cần nên hiểu và nếu các bạn muốn biết là có bao nhiêu giao dịch đang chờ đợi được xử lý đó thì các bạn có thể à lên trên trang web có tên là mempool.space như bạn thấy trên màn hình thì bạn sẽ nhận được những thông tin này. Và các bạn nhìn vào in confirm sẽ biết có bao nhiêu giao dịch đang chờ để được xác nhận. Thì nói tới đây đó các bạn sẽ được là wow, tình hình của memcoin gọi NFT chậm lửa BTC đó cảm thấy là không tốt tại vì nó dẫn đến là mọi người trả cái phí gas cao thì có phải chúng ta không nên ủng hộ hay là chúng ta cần phải làm cái tàu đó để ngăn chặn những gì này hay là không thì đó chính là điều mà thùng muốn chia sẻ kế tiếp uh, với các bạn nhưng mà đầu tiên hết đó, thùng muốn chia sẻ bài bỏ phiếu của cộng đồng thùng capital xem coi là nhìn chung đó, thì uh, các bạn đã thay bỏ phiếu nghĩ sao về tình hiện tại rồi sẽ chia sẻ những gì có thể xảy ra trong hiện gian tới đây liên quan tới mạng lưới của BTC đầu tiên hết đó, đó chính là cái uh, cuộc bỏ phiếu ở trên Telegram thì câu hỏi rất đơn giản luôn chúng ta được là có rất nhiều những cái giao dịch đang chờ đợi hiện tại thì một số người không thích điều này, họ cho đây đó là một cuộc tấn công DDoS. DDoS là một cái uh, cuộc tấn công trong hình thức là từ chối dịch vụ khá phổ biến dẫn đến quá tải. Hiểu đơn giản đó khi mà các bạn muốn tấn công DDoS một cái website thì các bạn tìm cách nào đó để liên tục truy cập nhanh vào website đó có thể dùng nhiều máy tính hay là nhiều con bot để mà truy cập đến nỗi mà website đó bị quá tải và website đó sẽ ngưng hoạt động tại bị bị quá tải và nhiều người cho là những gì đang xảy ra hiện bây giờ trên mà lưới BTC là chúng ta có một cái sự quá tải tại vì có một ai đó một nhóm người nào đó đó cố tình tạo ra những giao dịch này để khiến cho mạng lưới BTC tắt nghẽn à, thì đó là suy nghĩ của những người mà không thích gì đang xảy ra thì câu hỏi đó là các bạn nghĩ đây là một cuộc tấn công có nghĩa là không tốt hay là các bạn nghĩ là đây thực sự là một cái công dụng mới của mạng lưới BTC là một điều tốt là một trang mới của mạng lưới này À, hay là các bạn không quan tâm Tại vì BTC là phi tập trung Nên ai cũng có quyền dùng Không thuộc về một ai Tại vì mỗi một giao dịch như các bạn vừa thấy đó Sẽ tốn tiền Các bạn nghĩ đi một ai đó Mà muốn cả ngàn à, giao dịch cho mạng lưới BTC Thì các bạn nghĩ đi mỗi giao dịch là ít nhất 15-16 đô hiện bây giờ Và thậm chí có thể hơn Khi mà mạng lưới có nhiều cái giao dịch được chờ đợi hơn Thì các bạn đã thấy được là cái số tiền tiền cần thiết Để có những giao dịch này đó là nhiều cỡ nào Và ở trên Telegram các bạn đã thấy là 57% các bạn bỏ phiếu là không quan tâm BTC phi tập trung cho nên ai cũng có quyền dùng không thuộc gì một ai và đã có 1850 bạn bỏ phiếu điều này cũng làm cho thường khá là bất ngờ đấy các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là ở trên YouTube chúng ta refresh channel lại chúng ta cũng thấy đã có 717 bạn bỏ phiếu và kết quả cũng tương tự luôn không quan tâm BTC video chung ai cũng có quyền dùng Còn ở trên Twitter thì sao các bạn Ở trên Twitter thì mình refresh trang này lại Để các bạn thấy được là cái kết quả Thì nó khác một chút Ở trên Twitter chúng ta có 861 bạn bỏ phiếu Và phần lớn đó, 41% nghĩ là Đây là một công dụng mới là điều tốt 31% nghĩ là không tốt Còn lại là không quan tâm à, Thì các bạn thấy được là phần lớn Các bạn một là bỏ phiếu là không quan tâm còn hai đó là đây là một công dụng mới. Nói chung thì cái suy nghĩ về việc này đó một là neutral, có nghĩa là không có suy nghĩ tiêu cực hay là tích cực. Còn lại là phần lớn là suy nghĩ tích cực về vấn đề này. Đây cũng là một điều mình thường cảm thấy là nhiều bạn à, cũng sẽ cảm thấy bất ngờ sau khi mà nhìn kết quả cuộc bỏ phiếu này. Tại vì sao vậy các bạn? <laughs> tại vì tôi nghĩ là rất nhiều bạn tham gia thuận Capital à, là những bạn mà thích trung bình giá. thì đối với bài nào mà trung bình giá mua những đồng trên sàn à, thì à, khi mà mua xong rồi đó các bạn muốn đem đồng BDC về ví thì à, phải trả cái phí rất là cao. Cho nên tôi nghĩ là phần lớn các bạn sẽ không thích điều này. nhưng mà phần lớn các bạn hầu như là có một cách nhìn khác về những gì đang xảy ra. nhưng mà đối với thuận đó, những gì đang xảy ra nó sẽ có cái sự ảnh hưởng lớn đối với mà lưu của mình. BTC nếu như mà cứ tiếp tục như vậy Tôi nói nếu như mà cứ tiếp tục như vậy tại vì chúng ta thực sự không biết được là cái phong trào meme coin và NFT trên BTC có phải là sẽ mãi mãi hay là không hay là đây chỉ là nhất thời mà thôi, cái đó chúng ta không có biết được. Cái mà chúng ta biết đó là ở trên mạng lưới Ethereum lần đầu tiên chúng ta thấy có một cái sự tắc nghẽn xảy ra đó chính là lúc mà chúng ta có crypto Kitty, nghĩa là cái trò chơi mèo điện tử à, đó hầu như là cái NFT nổi tiếng thời điểm đó chúng ta lúc đó không gọi là NFT đâu cái đó người ta chỉ gọi là mèo sưu tầm điện tử mà thôi nhưng mà sau này đó thì cái phong trào đó đã trở lại và còn lớn mạnh hơn xưa và chúng ta đã có cái hệ sinh thái NFT thì bây giờ trên lưới của Ethereum và tôi cảm thấy là BTC hầu như đang có khoảnh khắc crypto Kitty của riêng mình có nghĩa là cho dù các bạn thấy được là cái phong trào NFT hay là meme coin ở trên BTC sẽ từ từ diễu đi nhưng mà nó cũng không có nghĩa là sau này sẽ không có bùng nổ trở lại khi mà chúng ta thấy được là thị trường lại một lần nữa sôi động cho nên đây là một gì mình nghĩ là mọi người cần phải nên suy nghĩ đến là tương lai BTC sẽ có những cái thay đổi như thế nào